Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Đây chính là Realme 2 Pro và mình cũng đã sử dụng nó được một khoảng thời gian rồi. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá thật kỹ để xem liệu Realme 2 Pro có xứng đáng với cái mức giá của nó tại thị trường Việt Nam hay là không. Dưới 7 triệu với cấu hình rất cao Snapdragon 660, 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Ok, bắt đầu nhé. Thứ nhất, nói về cái thiết kế bên ngoài thì hoàn thiện 100% từ nhựa. Và cái mặt lưng này mình có cảm giác khá giống kính, nhưng mà mình nghĩ nó sẽ vẫn làm bằng nhựa mà thôi. Và cái bản thân mình thì mình không sử dụng ốp một chút nào, mình quang quật các thứ, nhưng mà nó không để lại nhiều vết xước. Chắc chắn là nó sẽ vẫn xước, nhưng mà cơ bản là mình thấy nó đã ổn hơn rất nhiều so với những cái sản phẩm khác cùng sử dụng là bằng nhựa. Cái màu sắc mình đang có ở đây thì nó là màu xanh. Nó có cái tên đấy gọi là Ice Lake, gọi là xanh hồ đá, hồ băng, hồ đá nó hơi quê, gọi là hồ băng. Nhìn rất là khác biệt và lạ và nó hơi mang tính chất kiểu xanh ngọc. Mình khá thích cái màu sắc kiểu như vậy, nhìn vừa tươi trẻ vừa có một chút gì đấy rất là sang và khác biệt. Ở mặt lưng thì chúng ta sẽ có cái vị trí cảm biến vân tay đặt rất đúng ở vị trí để các bạn có thể thao tác rất là dễ dàng. Và cái cụm camera đặt nằm ngang, nó không tốn quá nhiều diện tích, hơi lồi nhẹ lên một chút xíu, nhưng cơ bản về cái thiết kế mặt lưng thì mình khá là ưng về cái sản phẩm này. Viền nó cũng được làm cái màu hơi ánh sang màu xanh, tuy không trùng với cái màu mặt lưng nhưng cơ bản là nó cũng có một sự đồng bộ nhất định và cũng làm bóng lên. Và mình tin chắc là với cái form thiết kế kiểu như vậy thì nhìn sản phẩm này thực sự rất bóng bẩy và đẹp. Thế nhưng mà chắc là dễ xước nên là kiểu gì sẽ vẫn phải dùng ốp thôi các bạn ạ, không thoát được. Và cái điều quan trọng hơn là bốn góc, bốn cạnh của sản phẩm này đều được bo cong rất mềm, dẫn đến các bạn cầm trong tay cũng không hề bị cấn trong quá trình mà bạn sử dụng. Đấy mới là cái điều quan trọng nhất. Trọng lượng của máy cũng chỉ vào khoảng tầm 170 mấy gram đến 174 gram, thế nên nó cũng rất là nhẹ. Nó nhẹ hơn khá nhiều so với những sản phẩm có cùng cái kích thước màn hình, cùng kích thước tổng thể, và đây cũng có thể gọi là một cái điểm cộng của Realme 2 Pro. Quay đến màn hình đó. Kích thước là 6,3 inch và độ phân giải nó là Full HD cộng. Đương nhiên rồi, tầm này mà còn HD cộng nữa thì không được. Phải là Full HD cộng. Và chúng ta sẽ có một cái điểm nhấn nhỏ nhỏ, đấy là một cái vết khoét ở cái phần cụm camera. Và cái kiểu màn hình như vậy thì Realme 2 gọi là màn hình giọt xương. Đấy. Giọt nước, bây giờ chúng ta có giọt xương. Và nhờ cái form thiết kế kiểu như vậy thì chúng ta sẽ ít bị khó chịu giống như cái màn hình tai thỏ trên rất nhiều sản phẩm đang có mặt trên thị trường. Và cái điều quan trọng hơn đấy là chúng ta có thể tận dụng được cái màn hình nhiều hơn để giải trí, xem phim hay chơi game với nó là thoải mái hơn. Cái màn hình này nó cho một cái độ sáng khá tốt, độ trong của màn hình cũng khá ok, màu sắc rực rỡ, nịnh mắt, nhưng nó không quá bị sai lệch giống như những màn hình Super OLED, mà nó vẫn thiên về cái tông gọi là chân thực hơn. Trải nghiệm cái màn hình này thì về lâu về dài thì mình đánh giá nó khá là ok, cũng như cái việc nó sử dụng cái tấm nền IPS LCD nên góc nhìn rồi mọi thứ của nó cũng thực sự rất là ngon. Và nói chung ở cái tầm giá khoảng 7 triệu thì mình đánh giá là màn hình của Realme 2 Pro thực sự rất là ngon trong cái tầm giá này. Độ sáng cũng như là độ trong của màn hình thì hơn hẳn so với một vài đối thủ đến từ Xiaomi. Hiệu năng và phần mềm thì sao ta? Có thể nói đây chính là cái điều ăn tiền và cái điều đáng giá nhất của Realme 2 Pro. Cấu hình phần cứng rất mạnh mẽ với Snapdragon 660, 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Có thể nhiều bạn sẽ không quá quan tâm về 8GB RAM thì ok, nhưng mà RAM càng nhiều thì càng tốt. Đó luôn luôn là một điều không bao giờ sai với Android. Và với 8GB RAM thì các bạn có thể tự tin để đa nhiệm rồi làm được nhiều thứ hơn, hoặc là chạy lâu dài về sau thì cũng ít bị lag hơn trên chiếc điện thoại này. Và đấy là cái điều mình thực sự đáng khen trên Realme 2 Pro, bởi vì có thể nói là nó là sản phẩm duy nhất ở trong phân khúc tầm trung hiện tại chính hãng có cái dung lượng RAM cực lớn là như vậy. Và bộ nhớ trong cũng không phải là dạng vừa, 128GB thì các bạn có thể lưu trữ thoải mái trên sản phẩm này. Và mình cũng đã chia sẻ đến cho các bạn về cái tốc độ đọc của cái bộ nhớ này trong video hôm trước, hơn 300MB thì thậm chí nó còn cao hơn so với rất nhiều sản phẩm thuộc phân khúc tầm trung mà các bạn đang thấy trên thị trường, với cái mức chỉ là khoảng tầm 250, nhưng cái sản phẩm này nó lên tới là 375MB. Ok, thông số phần cứng như thế. Vậy thì chơi game thì sao? Mình có thử qua một vài tựa game như là Liên Quân Mobile, Asphalt 9 hay là PUBG Mobile. Thì với Liên Quân Mobile nó ổn định ở mức đấy là 5x FPS. Khi vào combat tổng các thứ thì nó sẽ sụt một chút xuống tầm khoảng 47-48 FPS. Thì cái vấn đề này mình nghĩ nó đến từ việc tối ưu của game đối với những con chip, cũng như là cái con Snapdragon 660 trên Realme 2 Pro đã được bóp xung nhẹ xuống một chút xíu. Nó chỉ còn là 2.0GHz ở 4 nhân mạnh nhất. Mình nghĩ là Realme đã làm như vậy để cân bằng lại những yếu tố từ pin hay từ nhiệt độ của máy. Tại vì trong quá trình của mình sử dụng cái sản phẩm này, kể cả dùng để chơi game, máy không hề bị nóng lên nhiều, và dẫn đến là cái trải nghiệm của mình với sản phẩm này thực sự rất là dễ chịu.
chịu. Kể cả chơi lâu vài trận liên tục nó cũng không hề gặp cái hiện tượng bị nóng hay là bị khó chịu trong tay khi mình chơi. Nên mình đánh giá là có thể nói là đánh đổi đi một chút để chúng ta có một thời lượng pin cũng như một nhiệt độ tốt hơn trong quá trình các bạn sử dụng thì cũng ok. Nhưng cái việc FPS hơi bị drop nhẹ như thế chỉ xảy ra với game Liên Quân mà thôi. Mình thử với Asphalt 9 và PUBG Mobile thì nó lại chơi rất ngon. Đó, thì mình nghĩ là có lẽ chắc do game Liên Quân tối như khó mà nên là không sao. Chấp nhận thôi. Nói chung là hiệu năng của Realme 2 Pro thì mình vẫn đánh giá nó thực sự rất là đáng khen trong cái tầm giá này. Để không muốn nói là nó thuộc dạng best của mẹ rồi. Thật luôn đó. Không phải dạng vừa đâu. Rồi. Và nó chạy ColorOS. Thế nên nhiên chúng ta sẽ có cái khả năng tùy biến là không giới hạn trên cái điện thoại này. Các bạn có thể tùy biến được team, các bạn có thể tùy biến rất nhiều thứ để cá nhân hóa chiếc điện thoại cho nó không đụng hàng với bất cứ bố con nơi nào luôn. Rất là ok. Nói đến camera của Realme 2 Pro thì không thể nào không nhắc đến camera selfie. Nó sở hữu cái tính năng đấy là AI Beauty. Và đương nhiên khả năng selfie của sản phẩm này thì trời ơi, mịn này, ảo này, gọi là lung con nhà bà Linh luôn, kiểu lung thị Linh các thứ. Và nó đặc biệt nó sẽ rất thích hợp dành cho những tín đồ sống ảo. Và các bạn gái mình tin chắc sẽ rất thích cái sản phẩm này. Đôi khi nhiều bạn gái thích một vài sản phẩm đến từ Oppo tại vì camera selfie, nhưng mà chơi game thì như thì bây giờ chúng ta đã có một sự lựa chọn khác, đấy là Realme 2 Pro. Khi vừa selfie đẹp, vừa chơi game lại còn ngon nữa. Con gái bây giờ chơi game nhiều lắm, đừng có đùa. Và với camera chính, chúng ta có hệ thống dual camera ở đây. Các bạn sẽ vẫn có tính năng AI Beauty áp dụng cho cả camera chính, chụp hình vẫn rất đẹp, ảo lòi luôn. Lại có thêm camera phụ thứ hai giúp các bạn xóa phông cũng rất chất trên chiếc điện thoại này. Nói chung là mình đánh giá cũng ok trong tầm giá này. Và cuối cùng là dung lượng pin của sản phẩm này 3500mAh bây giờ. Thôi cái đấy không cần quan tâm. Quan tâm là cái máy này đáp ứng được khoảng tầm hơn 5 tiếng on screen đối với nhu cầu của mình. Trong cái đó mình đã bỏ ra tầm 2 tiếng để mà chơi game rồi. Sản phẩm này mình có thể đánh giá là pin nó thừa sức đáp ứng được trong một ngày của các bạn. Kể cả nếu như các bạn có chơi game hardcore trên cái sản phẩm này với liên tục vài tiếng thì mình nghĩ là nó sẽ vẫn đáp ứng tốt trong một buổi tối khi các bạn đi chơi. Nói chung là rất là ok với tiêu lượng pin của Realme 2 Pro. Vậy các bạn có thể thấy là với những cái thứ gọi là cơ bản mà người dùng cần ở một chiếc điện thoại, ví dụ như thiết kế đẹp rồi này, màn hình tốt rồi này, hiệu năng tốt rồi này, chơi game ngon rồi này, camera cũng đủ dùng, thời lượng pin cũng ok rồi, thì chắc chắn chúng ta sẽ phải đánh đổi một vài thứ. Ví dụ như thiết kế thì được làm bằng nhựa là chính này, chúng ta không có USB Type-C, không có sạc nhanh, không có chống nước. Nhưng mình nghĩ rằng để đánh đổi lấy một mức giá rất tốt dựa trên tất cả những trải nghiệm như vậy thì những thứ vừa rồi mình chấp nhận để đánh đổi. Vậy thì các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Và ngày hôm nay thì hãng cũng đã công bố giá chính thức của Realme 2 Pro cho phiên bản 8GB RAM 128GB là 6.990.000. Có thể nói là cái cấu hình cũng như là cái phiên bản RAM đỉnh nhất trong phân khúc mức giá này chính hãng tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra thì các bạn cũng sẽ có hai cái lựa chọn khác với mức giá mềm hơn và tham khảo trực tiếp, mình sẽ để link phía bên dưới phần mô tả video nhé. Nói chung là ngay từ hôm nay các bạn đã có thể đặt trước tại Thế Giới Di Động cũng như là FPT Shop để nhận rất nhiều những cái phần quà đặt trước cực khủng đến từ Realme. Chỉ diễn ra trong vài ngày thôi thì nên là nhanh tay lên nhé. Thực sự mà nói, trong cái tầm giá 7 triệu chính hãng bây giờ, mình đang rất hài lòng với Realme 2 Pro. Bạn thì sao? Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.